Hôm nay tớ sẽ chỉ cho cậu cách vẽ đoạn thẳng trên tia. À, em thích vẽ lắm. Chú ý đây. Ví dụ, ta có tia OX. Bây giờ ta vẽ đoạn thẳng OM sao cho OM có độ dài là 2 cm. Cậu để ý cách tớ vẽ nhé. Ta đã có mút O rồi. Bây giờ ta xác định mút M như sau. Đặt cạnh của thước nằm trên tia OX sao cho vạch số 0 của thước trùng với góc O của tia. Vạch số 2 cm của thước sẽ cho ta điểm M. Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng phải vẽ. Ta có nhận xét gì? Trên tia OX bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM bằng một đơn vị độ dài cho trước. Dễ quá. Một ví dụ nữa, cho đoạn thẳng AB như sau. Bây giờ ta vẽ đoạn thẳng CD sao cho CD bằng AB. Làm sao đây? Trước hết ta vẽ một tia CI bất kỳ như sau. Như vậy là ta đã biết điểm mút C của đoạn thẳng CD. Ta vẽ mút D như sau. Đặt cơm 3 sao cho một mũi nhọn trùng với mút A, mũi kia trùng với mút B của đoạn thẳng AB cho trước. Giữ độ mở của cơm 3 không đổi. Đặt cơm 3 sao cho một mũi nhọn trùng với góc C của tia CI, mũi kia nằm trên tia sẽ cho ta mút D, và CD là đoạn thẳng phải vẽ. À, vậy là em biết cách vẽ rồi. Bây giờ cậu chú ý đây. Cậu hãy vẽ lên giấy một tia OX xem nào. Được chưa? Rồi ạ. Cậu hãy vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM bằng 2 cm và ON bằng 3 cm. Xong chưa? Rồi ạ. Cậu nhận xét xem điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Điểm M nằm giữa hai điểm O và N. Đúng vậy. Vì OM bằng 2 và ON bằng 3 mà 2 nhỏ hơn 3 nên M nằm bên trái N. Ta có nhận xét chung. Trên tia OX, OM bằng A, ON bằng B. Nếu A nhỏ hơn B thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N. Ôi, mình thương bạn quá. Bạn hãy click chuột vào những quả táo để chọn bài cần xem. Đọc kỹ các bài tập mẫu sẽ giúp bạn biết cách giải các bài toán. Bài tập mẫu chỉ bạn cách giải toán. Bạn hãy click chuột vào những quả táo để chọn bài cần xem.